Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên YouTube. Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2016. Chúng tôi đang đi từ khu A khu B Đức Hiền chạy sang cái xưởng xẻ của chúng tôi để kiểm tra cái mẻ gỗ mun mới xẻ xong để chuẩn bị làm tủ và làm giường cũng như làm ghế cho khách. Đức Hiền thì xin giới thiệu quý vị là chúng tôi chuyên các loại gỗ quý, chuyên làm các sản phẩm từ gỗ mun, gỗ hương, gỗ gụ và đa số là hàng chọn vân. Và các sản phẩm của chúng tôi thì rất là đa dạng, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ, phòng ăn, rồi tranh tượng vân vân. Đây, chúng tôi đang đi đến xưởng xẻ đây. Đây, các cái chỗ này để làm xương các thứ này thì toàn dài bao nhiêu đây? Dài 26. Đây. Xẻ gỗ mun thì có cái mùn cưa, nó có màu cái mùn cưa màu đen là của gỗ mun, mùn cưa màu trắng là dưới là gỗ khô vụ. Ồ, bán này vân đẹp quá. Đây là trong khi đang xẻ thì nó còn đang lem nhem này, lúc lên hàng thì những cái miếng này những miếng vân đẹp tuyệt vời luôn. Đây cả chồng nữa. Đây. Những này vào hồi hay vào gì? Hồi. Những miếng này mà vào hồi tủ thì nó sẽ đẹp tương tự như là bốn cái tủ của đợt trước mới làm. Vân quá đẹp luôn. Còn những cái đống này vẫn đang là gỗ vụ. Thèm cao lắm. Đây, cái miếng này vào cái gì vân đẹp này? Thanh này. Khung cánh. Khung cánh à? Ừ rồi. Nhớ là khung cánh là phải đều nhau nhé. Tức là trong mỗi cái tủ nào nó phải đều hết, vân cùng vân mà đậm cùng đậm. Thôi ổn rồi, gọi xe ngựa cho trong xưởng đi. Bây giờ là khó cả cái xưởng làm gỗ mun đang nói chuyện với tôi. Và đứng từ bên xưởng xẻ này thì nhìn sang khu B đây rồi. Và Đức Hiền trân trọng kính mời quý vị bớt chút thời gian về thăm khu A và khu B của Đức Hiền, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và cái đường về chúng tôi thì nhân tiện đây tôi giới thiệu luôn, nếu mà đi từ phía Bắc xuống thì là nếu đi đường cao tốc thì đến Thường Tín quý vị ra, và ra đường một cũ thì đi xuôi xuống chừng 7 cây thì đến cầu Đỗ Xá. Cách cầu Đỗ Xá 100m thì sẽ có một cái lối rẽ qua đường tàu, đi qua barrier đường tàu. Từ đấy đi vào, đi qua xã Quang Trung và vào đến xã Tân Dân chừng hơn 3 km. Và Đồ Gỗ Đức Hiền thì nằm hai bên đường ngay đầu xã Tân Dân đây, nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp. Tuy nhiên quý vị hỏi từ cái chỗ cầu Đỗ Xá hỏi Đồ Gỗ Đức Hiền thì ở đấy có lẽ nhiều người dân đã biết rồi. Hỏi Đồ Gỗ Đức Hiền trong xã Tân Dân thì chúng tôi vì là một đơn vị làm to, nhiều người biết đến. Thế còn nếu quý vị đi từ phía Nam lên thì quý vị có thể là đi chẳng hạn từ Hải Dương sang, hay là từ Hải Phòng sang, có thể đi qua Hưng Yên, đi qua cầu Yên Lệnh sang với Đồng Văn. Từ Đồng Văn đi theo đường một cũ đi lên đến cầu Rẽ. Từ cầu Rẽ đi tiếp vào đường một cũ khoảng hơn 3 km thì đến công an huyện Phú Xuyên. Đến đó là nhìn chếch sang bên kia đường tàu lên 300m nữa có một cái barrier đường tàu, và đi về hướng xã Tân Dân đúng 4 km là đến cửa nhà tôi. Thì đây, cái con đường này có đèn cao áp đây này, đi theo đèn cao áp và đi về hướng Tân Dân. Nếu chỗ nào có ngã ba nó đều có chỉ dẫn là về Tân Dân. Còn nếu quý khách ở xa mà đi ô tô đến thì
thì là đi đến bến xe Giáp Bát, từ đấy đi xe buýt số 6D 45 phút một chuyến về đúng đến trước cửa nhà Đức Hiền. Chính xác là cách nhà Đức Hiền chừng độ 50 mét kia. Kia chính là cái trạm mà dừng của bến xe buýt kia. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau. Trong này chúng tôi đang làm mấy bộ bàn ghế gỗ hương vườn xưa.